Rồi em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị một cái lô mai vàng ha. Cây củ đế rất là dữ luôn nha cô chú anh chị. Mày coi củ nè. Đó, dữ dằn luôn nha. Này em tiến hoành đồ hoành ha. Hoành em đo sát củ đế là 37 hoành. Đây, 37 hoành nha cô chú anh chị. Rồi em đo xích trên đây cái nữa là 31 chữ. Chiều cao của cây này là 1m08. Đường kính bầu là 57. Đó, cây rất là khủng nha chị, chị nách nè. Đó, khủng lắm ha. Đã đang xù nách lên luôn nè chị. Già cây lắm ha. Đó, xù nách. Mã số là 301 nha quý chú anh chị. Đó, mã số 301. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị là rồi để cây này cho quý chị là 2,4 triệu nha, bao ship tận nhà luôn. Giá cực kỳ mềm luôn. Hai nha quý chú anh chị. Đó. Chị coi với củ cây nè. Quay gần lại củ cây ha, củ rất là dữ nha. Mã số là 302. Đo cái hoành, hoành của cây này là 22. Đó. Chiều cao của cái cây này là 75. Đường kính bầu là 39. Chị coi củ rất là bự ha. Mã số 302. Lắc rất là kéo luôn ha. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình là 1.100.000 thôi, 1.100.000 bao ship. Mã số 302. Mã số là 303 của chú anh chị. Nè, cây này cũ quá trời cũ rồi. Chị nhìn cũ nè. Hết biết cái cũ đó ha. À, thằng nó nhỏ mà nó cũ nó quá trời cái cũ nó luôn nha anh chị. Là hoành của nó là 23 hoành. Ha, 23 hoành mấy luôn tính 23 ha. Và em lo hào hào cái cũ này, cũ đặc luôn nha chị. Cây này cũ quá trời cũ luôn. Nó luôn là 66. Đó, chỉ còn quay quay dần dần thôi cũ rồi. Hết biết cũ nha. Này mấy cái đám mai nè, mai nhão nghe chị. Đó. 303. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,3 triệu thôi. Để cực kỳ mềm, 1,3 triệu bao ship. Rồi tiếp theo, mã số 304. Cây này mấy cây này là củ đế, là bao củ đế luôn chị ơi. Củ đế rất là dữ luôn. 304 ha. Cái này đo đây ngay đây là 28,5 luôn nè, đến 28 đây nha chị. Đó, em hào hào cái cũ nha. Hào hào cái cũ của nó là 64. Chiều cao của cây này là 79. Đường kính bầu là 49. Đó, mã số là 304. Quả cửa cái cũ luôn. 304 nha chị. Rồi để hữu nghị của chú anh chị mình 1,5 triệu thôi. 304 1,5 triệu bao ship luôn nha chị. Rồi tiếp theo mã số 305. À, quay gần gần cái cũ nè. Em chưa cái đoạn này cho anh chị nữa, về mình chơi giống như con thú nè. À, mã số 305. Em đo cái hoành cho cô chú anh chị mình ở đây xem ha. 305 ha. Là đo chỗ này. Chỗ này là 26 hoành nha các chị. Đó. Thẳng thức dây nha, 26 hoành. Rồi em sẽ đo cái hào hào cái cũ cho mình. Hào hào cái cũ cho mình là 50 ha. Đó. Chừa cái này cho chị nha. Em cắt trừ hao nha, chị về mình cắt lại nha. Chiều cao của cây này là 75. Đường kính bầu là 44. Mã số là 305 nha chị. Đó, quá cưới cái cũ luôn. 305. Rồi cây này để hữu nghị của chú chị mình là 1,3 triệu thôi. Bao ship tặng nhà, 1,3 triệu, mã số 305. Tiếp theo, mã số 306. Cây này khá to nha chị, 306 nha. Em đo cái hoành cho chị xem nè ha. Đó, nếu em đo sát đây là 33 nè ha. Rồi em đo xích trên này cái nữa là 28 gữ. Đo hào hào cái cũ cho anh chị xem ha. Hào hào cái cũ này thôi là 58. Đường kính bầu của nó là 47. Chiều cao của nó là 72. Cây khá là đẹp nha chị, cũng chà bá luôn. Mã số là 306. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu luôn nha, bao ship tặng nhà. 306. Rồi tiếp theo mã số 307 nha cô chú chị. Mấy cây này củ đế quá, củ đế chị coi củ còn do luôn rồi. Mã số 307 nha. Em đo hoành ngay trên đây là được 25,5 nè, tính 25 ha.
Rồi em hảo hảo cái cũ cho cô chú chị mình xem nha. Hảo hảo thôi. Của nó là 47 nha. Hảo hảo nó 47. Chiều cao cái này là 78. Đường kính bầu là 45. Mấy cây này phủ đế là bao phủ đế anh chị luôn nha. Đó. Mã số là 307. Rồi cũng 1,5 triệu rồi chị ơi. Bao ship tận nhà 307. Rồi tiếp theo mã số là 308 nha chị. Cây này mình có thể chơi cắt nhánh này nha. Mình chơi cái tàn bay ra đây nè chị. Ha, co lắc bay ra đây nè. Cắt đây nè, cắt đây mình dựng đọt chỗ này nè. Là đẹp lắm nè. Cây này mình dựng đọt chỗ này ha. Có tàn bay ra đây ha. Là bao phê luôn nha chị. Đó, cắt chỗ này nè. Đó, đây là đọt nè. Đó, đây cành bay ra, cành bay ôm chậu rồi. Là rất là đẹp luôn đó. Rồi cây này em chưa cắt. Cắt lại chỗ này là bao đẹp luôn ha chị. Đó, rồi cắt chỗ này cũng được. Tính phong qua đây. Đây là cành bay ra nha chị. Cây này là mã số 308. Cây này mình có nhiều chỗ để mình chơi ha. Đo hoành chỗ này là 29 hoành. 29 hoành. Rồi đo xích trên đây cái nữa là 27 hoành. Đó, 27 hoành. Củ đế. Em đo cái củ đế của nó là được 56 nha anh chị. 56. Cây này mình chơi cắt đây rất là đẹp ha anh chị. Đó, có tàn bay là lắc đây nè. Mã số 308 nha. Đường kính bầu của nó là 46. Chiều cao này là 1 mét. Đó, cây này rất là đẹp nha chị. Mã số 308. Rồi cây này giao lưu chị 1,8 triệu nha. Bao ship tận nhà luôn. 1,800,000 mã số 308. Rồi tiếp theo mã số là 309 nha chị. Cái này em đo hoành ở trong đây là 24,5 tính 24 ha. Rồi đo xích trên này chút xíu là 22,5 hoành. Chiều cao của cây này là 88. Đường kính bầu là 43. Cây khá là to ha, thằng lắc lượng rất là đẹp anh chị. Đế cũng đẹp ha. Rồi cây này giao luôn với cô chú chị mình là 1,2 triệu thôi chị ơi, bao ship luôn ha. Tàn co lắc rất là đẹp, 1,200,000. Rồi tiếp theo mã số là 310 nha cô chú chị. Đó. Cây lượng lắc lượng rất là đẹp, 310. Nè, củ đế nè chị. Quá cứ cái cũ luôn ha. Đó. Mình thấy cái cũ ghê gớm luôn. Cái này em đo hoành ngay chân đây là được 30 hoành nè chị. Ha. Rồi em đo xích trên này cái nữa là 28 hoành. Cây 30 hoành rất là to ha. Chiều cao của cây này là 83. Đường kính bầu là 45. Mã số là 310. Cây củ đế rất là đẹp, 30 hoành. Rồi cây này 1,5 triệu đó anh chị ơi. 310, bao ship luôn nha chị. Giá này là bao ship tận nhà cho mình luôn, mình yên tâm ha. Rồi tiếp theo mã số là 311 nha anh chị. Quá cứ cái củ đế anh chị. Cây này cái bệ đẹp nha. Cái này cái bệ bao đẹp luôn anh chị ha. Em đo cái hoành. Đó. Sát dưới đây củ đế đây là 30 hoành, 29 hoành nè anh chị. 29 hoành nha. Rồi em đo lên đây nữa cho anh chị nhìn hình chung nó dễ. Đây là 27 nè. Ha, dưới đây là 30, trên đây 27 ha. Đây mình đo nhiều chỗ cho anh chị mình tham khảo nha. Rồi cái củ đế đặt của cái này là tầm là 66 ha. Nè, 66 nha anh chị. Chiều cao của cái này là 77. Mã số là 311 nha anh chị. Củ đế đẹp lắm ha. Rồi cái này em để hữu nghị của chú anh chị mình là 1,8 triệu nha. Củ đế đẹp lắm nha chị. 1,800,000 cái bàn tay em để không vừa luôn nè. 1,8 triệu. Rồi tiếp theo mã số là 312. Cây chị cho nhìn cái cây này, cái củ đế nó trồng do dưới này luôn nha chị. Trồng do luôn á. Rồi em đo cái hoành chỗ này ha. Hoành chỗ này là 29 hoành nè anh chị. Ha, 29 hoành. Rồi em đo xích lên đây cái nữa cho anh chị coi dễ coi ha. 27 hoành. Nói chung là từ đây trên lên đây nó chênh lệch cũng 2 cm thôi. Đó, đây là 29. Đây 27. Đấy mấy ha. Rồi em đo hảo cái củ tròn do này cô chú cho cô chú chị mình xem nha. Củ tròn do này chắc mình kéo cây luôn á. 58 nha. Đó, củ nè chị. Đó, quay cái củ tròn tròn cho anh chị coi nè. Tròn do luôn nha. Mã số là 312 anh chị. Đó. Rồi chiều cao của cây này là 94. Mã số là 312.
Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 nha. Cũ đẹp lắm nha anh chị, 1.800.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Này em bao sống cho mình tháng nha. Rồi tiếp theo 313. Đây cây xù xù chải nha anh chị. Đây. Đây. Đó, đây nè ha anh chị. Đó, nguyên đám xù bên đây ha. Củ đế cũng rất là đẹp ha. Cây này khá cây lắm nha anh chị. Rồi em đo cái hoành ngay trên chỗ này nha. Là 33 nè anh chị. Ha, 33 hoành. Rồi em đo xích trên đây. 29 hoành. Chiều cao của cây này là 84. Đường kính bầu của cây này là 43. Anh chị coi nó xù ha. Đây là xù nách nữa nè. Cây này đẹp nha anh chị. Cây này quá xù luôn chị coi nè. Quá cứ cục xù luôn. Đế rất là đều. 313 nha anh chị. Rồi cái này giao lưu với quý anh chị mình là 2 triệu nha, bao ship tận nhà luôn. Mã số là 313, 2 triệu. Mã số là 314 nha quý anh chị. Đó. Cái này thăng lắc lư rất là đẹp đi. Mấy cây này thăng lắc lắc không anh chị. Hoành em đo cây đây là được 20 gần 26 nè, tính 25 nha anh chị. Rồi em đo xích trên này là 23. Hảo hảo cái củ đế này ha, củ đế này cũng khá là tròn nha anh chị, 48. Chiều cao của cây này là 82. Mã số là 314 nha anh chị, củ đế rất là đẹp. Rồi cây này giao lưu anh chị mình 1.3 nha, 314, 1.3 em bao ship. Rồi tiếp theo 315. Mấy cây này cũng được giữ luôn nha anh chị. Đó, chị cô là quay lại cái cũ cho chơi cho chị xem ha. Cây này cũ đế là khỏi bàn luôn anh chị ơi. Đây 29 hoành, hơn 29 chút, đến 29 ha. Rồi đo lên đây miếng nữa, 28 hoành. Hảo hảo cái cũ nè. Hảo hảo cái cũ của nó là được 61. Chiều cao cây này là 87. Đường kính bầu là 41. Mã số là 315. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.500.000 luôn nha anh chị. 315 bao ship. 316 nha anh chị. Đó. Cây này quá khứ luôn rồi. Củ đế nè. Cây đẹp lắm ha. Đó, anh chị xem ha. Củ đế nè, quá khứ luôn. Rồi cây này em hoành em đo ngay đây là được 31 hoành. 31 hoành nha anh chị. Đo lên trên đây 30 hoành, trên lệch không có nhiều. Cái củ đế hào hào, củ đế hào hào, củ đế đây là được 49 nha anh chị. Đường kính bầu là 49. Chiều cao cây này là 1m11. Mã số là 316 ha. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi cây này giao lưu với chị là 2.200.000 ha, rất là đẹp anh chị, 2.200.000.